Hiện nay, bà con nông dân xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn đang tập trung thu hoạch sắn dây với niềm vui phấn khởi. Sắn dây được mùa, năng suất từ 1 tấn đến 1,2 tấn một hecta, giá bán từ 15.000 đến 17.000 đồng một kg, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Một hecta trồng sắn dây cho giá trị hơn 400 triệu đồng. Xã Thượng Quận hiện có 80 hecta trồng sắn dây, chiếm khoảng 25% diện tích trồng sắn dây toàn thị xã Kinh Môn. Gia đình ông Nguyễn Hữu Thắng ở thôn Vũ Xá trồng 9 sào sắn dây. Ông Thắng cho biết năm nay thời tiết thuận lợi, cây sắn cho năng suất cao và giá bán cũng cao. Với giá bán hiện tại, gia đình thu gần 150 triệu đồng. Thời tiết năm nay là nó nắng nhiều, nó hanh sớm, là cái sản sắn dây nó sẽ năng suất cao, bột thì sẽ đạt cao hơn các năm. Thế là đến năm nay là giá cả là hơi cao, là người dân mới phấn khởi. Nếu mà không được cái giá thì là thua. Thế nhưng mà năm nay ưu điểm là gấp đôi của năm ngoái. Đấy, thế nên là chúng tôi này làm là người nông dân đến năm nay là rất phấn khởi. Gia đình ông Bùi Văn Đoán ở thôn Bãi Mạc có 13 sào trồng sắn dây, do chăm sóc tốt nên hốc sắn nào cũng sai củ, củ to đều có lượng bột cao. Lượng sắn tươi của gia đình được thương lái ở Thái Bình, Quảng Ninh đặt mua hết. Cái nhu cầu ăn cái bột sắn dây đấy thì là lại rất là cao. Đấy. Nên là cái lượng sắn dây cái trong năm ngoái là xuất đi là hầu như là bị cạn hết. Nên là năm nay cái giá sắn bật lên rất cao. Nếu từ trước đến nay thì năm nay là phải nói là người dân là phấn khởi. Đấy, người dân trồng sắn ra rất phấn khởi vì cái giá nó cao, nên là cái thu nhập của đầu sào là nói chung là người dân là vào tầm khoảng độ từ 13 đến 15 triệu. Sắn dây Thượng Quận được trồng trên đất bãi phù sa nên chất lượng thơm mát đặc biệt. Tuy nhiên hiện nay việc tiêu thụ vẫn phụ thuộc vào thương lái ở thị trường các tỉnh lân cận như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình. Người dân Thượng Quận vẫn trăn trở mong muốn có khu chế biến bột tập trung để nâng cao giá trị sản xuất. Sắn dây thì đã cho cái giá trị và cái hiệu quả trên cái phát triển kinh tế của bà con nông dân. Thế như năm 2023 này thì bình quân trên một sào 360 vuông thì người dân Thượng Quận cũng thu nhập được khoảng từ 15 đến 16 triệu. Mong muốn rất là nhiều, nhưng mà cái mong muốn trước mắt thì về cái công tác cái đầu ra cho sản phẩm là cái thứ nhất. Cái hai là giữ vững được cái ổn định ở cái thị trường và cái giá cả. Thì cái muốn là khi sản xuất ra thì chúng tôi mới là cái bước đầu chỉ là bán cho các cái thương lái thôi để họ về họ tinh chế, chứ còn đâu thực ra thì bà con nông dân của Thượng Quận với các cái hộ kinh doanh mà để là sơ chế làm cái tinh bột sắn dây thì không được bao nhiêu, chỉ khoảng độ 5 đến 7% thôi. Thế còn cái mong muốn nhất là khi sản phẩm của nông dân làm ra thì là sẽ có cái khu sơ chế để nâng cao cái giá trị sản phẩm của mình lên, có cái hướng để xuất sang các cái thị trường khó tính. Thực tế cho thấy bột sắn dây trồng trên đất Thượng Quận được đánh giá là chất lượng ngon nhưng lại chưa xuất khẩu được, trong khi nhu cầu nhập khẩu bột sắn dây của Hàn Quốc, Nhật Bản lại tăng cao. Về lâu dài, người trồng sắn dây Thượng Quận nói riêng và thị xã Kinh Môn nói chung cần được hỗ trợ về kỹ thuật chế biến và xây dựng thương hiệu để xuất khẩu.